Bắt đầu. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là điều khiển động cơ không đồng bộ AC 3 pha thông qua PLC và biến tần ABB. Thì ở đây thì mình sử dụng là ngõ ra của con PLC là ngõ ra analog output, còn và kết nối với input của con biến tần ABB. Đây. Thì ở đây mình sẽ có là trong cái mắc sần này thì có rất nhiều sơ đồ đầu nối giữa biến tần và PLC, và đặc biệt nhất thì trong bài của mình thì mình chỉ sử dụng là hand và auto thôi. Thì ở đây các bạn nhìn có thể thấy là cái này thì AI1 thì cây này nó mặc định cho trong biến tần rồi nên mình không xài, mình chỉ xài là AI2 vì chế độ là auto control. Thì mình sẽ xuất tín hiệu cho PLC là từ 0 đến 20 mA, thì cái AI2 này sẽ nhận được từ 0 đến 20 mA. Thì xuống đây mình các bạn có thể nhìn thấy là xuống đây thì có D1, D2 thì cái này đều bằng tay nên mình không xài, mình chỉ xài là D6, D5, D3 và D4. DI6 thì nếu mình cho mức 1 lên đây thì nghĩa là cái biến tần start stop, biến tần start, 0 thì biến tần stop. Còn cái này là mức 1 thì động cơ quay thuần, mức 0 thì động cơ quay nghịch. Và đặc biệt nhất là cái run enable này thì mình phải luôn cho nó mức 1, và cái D3 và D4 trong trường hợp như nào mình phải cho nó mức 1 để cho nó chạy run enable và chọn cái chế độ auto cho mình. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đây, các bạn nhìn thấy cái này. Được. Stop xíu. Đây là một cái con biến tần ABB ACS 550. Thì đây mình có thể vào đây mình chỉnh. Thì mình vào đây 99 thì mình vào đây chỗ 99. Thì mình chỉnh mắc sần có nhiều kiểu. Đây, mình hiện tại bây giờ mình đang các bạn có thể vào đây chỉnh này, hand auto này, motor boss, optional dây này, và cái chế độ standard là cái chế độ này, cái chế độ mặc định của biến tần này. Còn đây thì mình xài hand và auto thì mình chỉnh hand và auto. Được rồi. Nếu muốn theo kiểu module thì module phải có cái đầu cắm cho nó đàng hoàng. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là hiện tại này, D6 để cho mình start stop biến tần, D4 là để cho run enable, D3 là để cho nó là chọn cái chế độ auto. Thì còn cái quay thuần quay nghịch thì mình chưa cắm. Thì đây là cái đất GND và DCOM này là về đất của PLC. Còn đây là cái này là AI2. AI2 là về quy quật 64 là chân kênh channel 0 của con PLC á. Còn đây AGND thì vào cái chân đất của đầu ra analog của PLC. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xin điều khiển một chút xíu cho các bạn thấy. Vì cái code này thực chất không phải là cái code của mình mà mình thử làm mô phỏng thôi nên là mình viết có thể là nó chưa được đẹp. Nên đây các bạn này, đây là start stop thì cho cái là biến tần bắt đầu hoạt động á. Còn cái này là cho quay thuần quay nghịch. Mà rồi. Đến đây thì các bạn đang nhìn thấy là có thể là biến tần quay đang tốc độ rất là thấp. Đây các bạn nhìn thấy biến tần quay tốc độ rất thấp thì mình sửa chỉnh cái con số này lên 100 thôi. Mình chỉnh cái này lên 100 là mình chỉnh cho 100%. Đó, các bạn nhìn thấy là cái biến tần sẽ quay tốc độ rất là nhanh. Và tốc 100 này về thì tên này là bao nhiêu? Sao bây giờ có cái này không? Sao bây giờ có cái này đúng không? Mình xét smart script có là bao nhiêu? Vì có bịt cuối nên vì mình là 5. Bên kia xét là 5. Đây các bạn thấy là mình ở trong này thì mình xét là maximum là 1.000 vòng trên phút, thì khi mà mình nhập 100% thì nó cái con số này gần tương đương với cái con số 1.000 là 1.500 vòng trên phút. Thì để cho các bạn kiểm chứng, bây giờ mình sẽ đo cái đầu AI2 của nó để cho các bạn thấy. AI2 thì mình lấy cái cổng, đây là cái cổng vào, là còn gọi là quy quật 64, cái cổng này mình nhấn vào A2 thì các bạn thấy là khi này mình chỉnh là maximum là 100, thì bây giờ nó ra được là khoảng tầm là 20 mA, là đúng yêu cầu bài toán. Thôi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xong chưa?